À, trong cái video này thì à, mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu cái uh, công cụ có tên là Look Designer của uh, color Lab AI. À, đây là một cái uh, plugin tích hợp ở trong Adobe Resolve và uh, Adobe Ad Premiere. À, mình thì uh, đã tải cái bản dùng thử và cài cho Premiere ở bản 2024. Và bây giờ mình sẽ áp cái nút uh, Design Đó, Mình sẽ gấp thả nó vào đây Đó. Sau khi gấp thả thì các bạn sẽ thấy cái giao diện là những cái tính năng của Nút uh, Designer bản 3 ở bên này Đó và bởi vì là cái bản là, là Demo nên là nó có cái watermark rất là lớn ở giữa cái màn hình trông rất là khó chịu này Đó. Nó auto chuyển thì các bạn là Bước đầu tiên ở cái profile thì các bạn sẽ chọn cái Uh, sủa uh, camera và các bạn quay ví dụ như suộc này thì mình quay bằng uh, máy Sony ở gamut 3 thì mình sẽ chuyển vào đó là Sony uh, cái output design thì các bạn chuyển sang 709 của uh, mặc định của nó hoặc là 709 được uh, phát triển bởi các cái chuẩn màu của uh, AI set hoặc là A Ari rồi là các bạn có thể chọn thế nhưng mà mình cứ để nguyên cái cái này đi tiếp theo đó là lip và gamma và gain thì nó có cái tính năng giống như điều chỉnh cái vùng shadow là cái vùng tối các bạn nhìn nhé cái, cái cái vùng shadow này đó, tương đương với cái kiểu như là shadow rồi mid tone và highlight ở trên rawency vậy cũng vậy đó, cái hay của đó, cái này thì nó ở, mid tone đó, sáng lên đó, và nó có uh, riêng cái gamma của từng cái kênh là Uh, red, Green, Blue. Đó. Các bạn có rất là nhiều những cái uh, công cụ để có mà để điều chỉnh màu đó. về uh, template, nhiệt độ màu, đó. về ấm. Càng về bên phải thì càng ấm, càng về bên trái thì sẽ càng lạnh. Đó. Tiếp theo đó là về đời uh, saturation, tức là sự hòa trộn nó rực rỡ hay là hay là nhạt, mờ nhạt. Nó đó. Đó. có một cái tùy chọn khá hay đó là chúng ta có cái về gọi là Negative option, tức là tạo ra cái uh, chất màu của phim uh, quay bằng phim nhựa ngày xưa đây nó có um, uh, rất là nhiều cái tùy chọn Đó. Uh, Khi mà các bạn phải chọn một trong những cái tùy chọn này thì các bạn mới có thể chọn uh, lựa chọn tiếp theo những cái preset ở trên Những cái tùy chọn này ví dụ như Cinetone thì nó sẽ có các cái Cinetone Tương tự về uh, Negative Stock là những cái phim về, gọi là âm bản của, thuộc ngày xưa là mình có thể chọn ví dụ như là những cái màu thần thánh của ngày xưa và quay bằng phim các cái phim kinh điển của hollywood đều quay trên các cái phim của furi và kodak này Đó ở trong cái bản mà trả phí ấy, thì các bạn có thể export cái lúc này ra đó, để mà dùng ở trong các cái dự án khác còn nếu như ở trên cái dự án này thì các bạn có thể copy Đó copy để paste nó sang một cái footage khác thôi đó, nó cũng sẽ cho cái chất màu nó giống như vậy đó, màu nó rất là đẹp trông nó khá là là, là xịn xò so luôn đây các bạn có thể so sánh before and after ở đây bên này nó là đó, một bên nó là chưa red và bên là red màu khá là đẹp mình có một class key của lúc design giờ mình sẽ áp vào để mà remove của thermark uh, cho cái video này À, mình sẽ Đó, à, ok ngay lập tức thì uh, cái watermark nó đã uh, được uh, remove khỏi cái khuôn hình của mình rồi. À, không biết là những cái khuôn hình khác thì ra sao. sao. À, các cái không còn đó, rất là đẹp à, so mấy cái sự khó chịu vừa nãy thì bây giờ thì chúng ta đã có những khuôn hình rất là sáng sủa, rất là đẹp. có à, thể xem full màn hình đây sau khi mà đã áp license uh, key thì, thì các bạn sẽ có thể export uh, nút ra ở những cái size là 33 nghĩa là 33 nhân 33 nhân 33 và export ra ở size 65 nhân 65 nhân 65 đó các bạn sẽ ra nó sẽ ra cái file nó gọi là kube để các bạn uh, dùng ở trong các cái dự án khác Uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này